theo dòng lịch sử Việt Nam. Lê Lợi cho quân Minh cầu hòa, công bố bình cáo Đại Ngô. Mong bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn. Lại nói, khi đã cho quân Minh giảng hòa, Lê Lợi cho nơi như Bắc Giang, Lạng Giang sửa cầu đắp đường, lại hạ lệnh cho các lộ chuẩn bị thuyền ghe, buồm chèo đưa tới quân doanh giao cho chúng về nước. Ngày 22, vua cùng với tổng binh quan nhà Minh Thái tử Thái Bảo Thành Sơn Hầu Vương Thông, tham tướng Hữu Đô Đốc Mã Anh, Thái Giám Sơn Thọ, Mã Kỳ Vinh Sương Bá Trần Tứ, Anh Bình Bá Lý An, Đô Đốc Phương Chính vân vân, cùng tới hội thể ở phía Nam Thành. Các tướng Minh hẹn đến ngày 12 tháng 12 thì đem quân về nước và sai người đem tờ chỉnh xin trả lại đất đai cho ta. Khi ấy, các tướng sĩ và người nước ta, khổ vì bọn giặc tàn ngược đã lâu, rủ nhau cố xin với Lê Lợi rằng giặc nhiều mánh khóe biến trá, phải dùng quân mà đánh thắng chúng, khuyên hãy giết chúng đi. Chỉ có Hành Khiển Nguyễn Trãi biết rất rõ chỗ mạnh yếu của giặc, mới chủ trương hòa nghị. Lê Lợi nghe theo, bèn lệnh cho các quân giải vây và rút ra. Bấy giờ quân Minh cho Sơn Thọ, Mã Kỳ ra dinh Bồ Đề làm con tin với vua. Vua cũng sai Tư Đồ Tư Tể và Lê Nhân Chú vào Thanh Đông Quan làm con tin với quân Minh. Cuối cùng hòa ước đã thành. Trước đây, vua cho Lê Quốc Trịnh và Lê Như Tỷ đi làm con tin. Đến đây, vì muốn cho Sơn Thọ và Mã Kỳ tới hội, cho nên sai Tư Tể và Nhân Chú cùng đi. Trước đó vua sai Nguyễn Trãi soạn thư cầu phong, sai người dâng biểu của cảo xin lập làm dòng dõi họ Trần, chuyển tới Quảng Tây và Vân Nam nhà mình mỗi nơi một bản. Kiềm quốc công Mộc Thạnh nhận được thư, lập tức chạy tâu về kinh. Vua Minh nhận được biểu, ra dụ cho các quan văn võ rằng, những người bản không hiểu ý nghĩa của việc ngừng can qua, hẳn cho rằng làm thế là không có uy vũ. Nhưng nếu dân được yên thì chẫm có kể gì lời bàn của người khác. Rồi sai bọn công bộ thượng thư La Nhữ Kính, Từ Vĩnh Đạt mang chiếu sắc phong Trần Cảo làm An Nam quốc vương, bãi quân Nam Trinh. Bấy giờ đối với ngụy quan, thổ quân và các hộ đái vàng, tìm hương liệu trong thành, Vương Thông cho họ được tự nguyện về phương Bắc hay ở lại nước Nam theo ý của mình. Nhưng người muốn ở lại thì nhiều, muốn xin đi thì ít. Lê Lợi lại Hàn Lâm Chế, Lê Thiếu Dĩnh, Chủ Thư Sứ, Lê Cảnh Quang đều làm Thẩm Hình Viện Sứ, Quốc Tử Bác Sĩ, Lê Đức Huy, Kim Ngô Vị Tướng Quân, Đặng Hiếu Lộc làm Thẩm Hình Viện Phó Sứ, Nội Lệnh Sử Đặng Lục và Lê Trạc, Vũ Vệ Tướng Quân Đỗ Lãnh và Trần Nghiễm đều làm An Phủ Sứ đem tờ biểu và phương vật gồm hai pho tượng người bằng vàng thay cho mình, một chi ếch lư hương bạc, một đôi bình hoa bạc, 300 tấm lụa thổ, 14 đôi ngà voi, 20 lọ sông hương áo, 2 vạn nén hương, 24 khối trầm hương và tốc hương. Cùng bọn chỉ huy do Vương Thông lên đường đưa về Yên Kinh. Đồng thời, đưa cả chiếc song hồ phù và quả ấn bạc 2 tầng của quan tổng binh An Viễn Hầu, nguyên lĩnh Trinh Lỗ Phó Tướng Quân, 13.578 quân nhân, 280 viên sĩ quan, 2.137 viên quan lại, 13.180 tên quân cờ, 1.200 con ngựa tốt, lập bản danh sách đầy đủ, đưa sang Yên Kinh để trần tình và xin phong Trần Cảo là quốc vương. Sau khi sai bọn Lê Thiếu Dĩnh sang cầu phong, tất cả bọn ngụy quan và lương dân bị cưỡng bức đi theo ở trong thành Đông Quan, vua đều sai đưa về cả. Bấy giờ các tướng sĩ và người nước ta rất căm thù quân Minh đã giết hại cha con, thân thích họ, liền rủ nhau tới khuyên vua giết bọn chúng đi. Lê Lợi nói rằng, trả thù báo oán là thường tình của mọi người, nhưng không thích giết người là bản tâm của bậc nhân đức. Vả lại, người ta đã hàng, mà mình lại giết thì là điểm xấu không gì lớn bằng. Nếu cốt để hả nỗi căm giận trong chốc lát mà mang tiếng với muôn đời là giết kẻ đã hàng, thì chi bằng tha mạng sống cho ức vạn người, để dập tắt mối chiến tranh cho đời sau. Sử sanh ghi chép tiếng thơm muôn đời, há chẳng lớn lao sao? Cánh đường thủy, cấp 500 chiếc thuyền,
cho Phương Chính, Mã Kỳ lãnh nhận. Cánh đường bộ, cấp lương thảo, cho Sơn Thọ, Hoàng Phúc lãnh nhận. Còn hơn 2 vạn người bị bắt hoặc đầu hàng và 2 vạn con ngựa thì do Mã Anh lãnh nhận. Tất cả đều tới dinh Bồ Đề lạy tạ mà về. Bọn Phương Chính vừa xúc động vừa hổ thẹn đến rơi nước mắt. Sử nhà Minh có ghi, Thành Sơn Hầu Vương Thông bỏ giao chỉ dẫn quân về, thủy quân theo sau. Bọn Thăng đã thua chết, Vương Thông hoảng sợ, bèn tập hợp các tướng sĩ bàn rằng, thành thì không thể giữ nổi, đánh cũng không thể thắng được, chi bằng giữ toàn quân rồi rút về Bắc. Mọi người đều theo. Thông bèn giảng hòa với Lê Lợi. Sau khi dẹp yên giặc Ngô, Lê Lợi sai Nguyễn Trãi viết đại cáo, ban bố khắp thiên hạ. Toàn văn bài đại cáo như sau. Từng nghe việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo, như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ triều Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vậy nên Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết Thích Lớn phải tiêu vong, Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mãi. Việc xưa xem xét chứng cớ còn ghi, vừa rồi nhân họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước lòng dân toán hận, quân cuồng minh thừa cơ gây họa, bọt gian tà bán nước cầu vinh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ, dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế, gây binh kết oán trải 20 năm, bại nhân nghĩa nát cả đất trời, nặng thuế khóa sạch không đầm núi, người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc ngán thay cá mập thuồng luồng, kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc, vét sản vật bắt chim trà trốn trốn lưới răng, nhiễu nhân dân bẫy hươu đen nơi nơi cạm đặt, tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, nheo nhóc thay kẻ quá buộc khốn cùng, thằng há miệng đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán, nay xây nhà mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa, nặng nề những nỗi phu phen, tan tác cả nghề canh cười, độc ác thay Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi, lẽ nào trời đất dung tha, ai bảo thần dân chịu được. Ta đây núi Lam Sơn giấy nghĩa, trốn hoang dã nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống, đau lòng nhức óc chốc đà 10 mấy năm trời, nếm mật nằm gai há phải 1-2 sớm tối, quên ăn vì giận sách lược thao suy xét đã tinh, ngẫm trước đến nay lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ, những trằn trọc trong cơn mộng mị chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi, vừa khi cờ nghĩa giấy lên chính lúc quân thù đang mạnh. Lạ ngặt vì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu, việc buôn tàu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc, tấm lòng cứu nước vẫn đăm đắm muốn tiến về đông, cố xe cầu hiền thường chăm chắm còn dành phía tả.
Thế mà trong người người càn vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi. Tự ta phải dốc lòng vội vã hơn cứu người chết đuối. Phần vì dân hung đồ ngang dọc, phần vì lo vận nước khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi Huyền quân không một đội. Trời thử lòng trao cho mệnh lớn, ta gắng chí khắc phục gian nan. Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới. Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều. Chọn hay, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo. Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc trẻ cho bay. Sĩ khí đã hăng, quân thanh càng mạnh. Trần Chí Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía, Lý An Phương Chính nín thở cầu thoát thân. Thừa thắng ruổi dài Tây Kinh quân ta chiếm lại, tuyển binh tiến đánh Đông Đô đất cũ thu về. Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm. Tốt đồng thay chất đầy nổi, nhơ để ngàn năm. Phúc tâm quân giặc, Trần Hiệp đã phải bêu đầu. Mọt gian kẻ thù, Lý Lượng cũng đành bỏ mạng. Vương Thông gỡ thế nguy, mà đám lửa cháy lại càng cháy. Mà anh cứu trận đánh, mà quân ta hăng lại càng hăng. Bó tay để đợi bại vong, giặc đã chí cùng lực kiệt. Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công. Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ, ngờ đâu vẫn dương mưu tính, lại còn chuốc tội gây oan. Giữ ý kiến một người gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, tham công danh một lúc để cười cho tất cả thế gian. Bởi thế thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng, đồ nhút nhát Thạch Thăng đem dầu chữa cháy. Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn tiến lại. Năm ấy tháng 10, Mộc Hành chia đường từ Vân Nam tiến sang. Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong. Ta sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực. Ngày 18, trận Chi Lăng Liễu Thăng thất thế. Ngày 20, trận Mã An Liễu Thăng cụt đầu. Ngày 25, Bá Tước Lương Minh bại trận tử vong. Ngày 28, Thượng Thư Lý Khánh cùng kế tự vận. Quận Đà, ta đưa lưỡi dao tung phá. Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau, lại thêm quân bốn mặt vây thành. Hẹn đến giữa tháng 10 diệt giặc. Sĩ tốt ghét người hùng hổ, bề tôi chọn kẻ vuốt nanh. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn. Voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Nổi gió to chút sạch lá khô, thông tổ kiến phá toang đê vỡ. Đô đốc Thôi Tù lê gối dâng tờ tạ tội. Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. Lạng Giang Lạng Sơn thay chất đầy đường. Xương Giang bình than, máu trôi đỏ nước. Ghê gớm thay, sắc phong vân phải đổi. Thảm đạp thay, ánh nhật nguyệt phải mở. Bị ta chèn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật. Thua quân ta ở Cần Trạm, quân Mộc Hành xéo lên nhau chạy để thoát thân. Suối Lãnh Câu máu chảy trôi chảy, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc. Thành Đan Xá thay chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. Cứu binh hai đạo tan tành, quay góp chẳng kịp.
quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng. Tướng giặc bị cầm tù như hổ đói, vẫy đuôi xin cứu mạng. Thần vũ chẳng giết hại, thề lòng trời, ta mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền ra đến bể mà vẫn hồn bay phách lạc. Vương Thông Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng. Ta lấy toàn quân là hơn để nhân dân nghỉ sức. Chẳng những mưu kế kỳ diệu cũng là chưa thấy xưa nay. Xã Tắc từ đây vững bền, Giang Sơn từ đây đổi mới, Tiền Khôn Bĩ rồi lại Thái, Nhật Nguyệt Hối rồi lại Minh. Muôn thuở nền Thái Bình vững chắc, ngàn thu vết nhục nhã sạch lầu. Âu cũng nhờ trời đất tổ tông khôn thiên ngầm giúp mới được như vậy. Than ôi, một cỗ nhung y chiến thắng, nên công oanh liệt ngàn năm. Bốn phương biển cả thanh bình, bán chiếu duy tân khắp chốn. Xa gần bá cao, ai nấy đều hay. Phan Phu Tiên nhận xét nhà Trần dựng nước vào năm Kiến Trung, mất nước vào năm Kiến Tân. Quân Minh vượt sông vào ngày 12 tháng 12 năm năm 1406, cũng phải rút về nước ngày 12 tháng 12 năm 1427. Dẫu rằng mưu người chẳng nên, Âu cũng là vận trời có số cả. Họ Hồ thoán nghịch, tự chuốc bại vong, giặc Minh tàn bạo, hòng thay bờ cõi. Chúng giả nhân, diệt nước, giết hại, làm càn. Dân nước Việt tà, gan óc lầy đất. Còn thơ cháu bé bị giáo gươm đâm chém, quăng xác thảm thê. Người lớn thì phía nam chạy xuống Chiêm Thành, phía tây trốn sang Đại Lý. Làng mạc hoang phế, xã Tắc Thành gò cho thỏ chui, cho hưu chạy, thành bãi hoang cho chim đỗ, thành rừng rậm cho hổ báo náu mình. Rồi giặc chia châu, đặt huyện, đắp lũy, đào hào, đóng quân chấn giữ đến hơn 20 năm, thay đổi phong tục nước ta theo tóc dài, răng trắng, biến người nước ta trở thành người Ngô, họa loạn tột cùng. Lê Lợi Sinh vào thời buổi ấy, gặp lúc trời đất đoái thương, không nỡ ngồi nhìn sinh dân lầm than, quân giặc ngang ngược. Nghĩ rằng trách nhiệm thay trời đánh giặc chẳng ở ta thì còn ai nữa. Nhưng có lo vận trời đang bí chưa thông, việc lớn gian nan khó nổi. Thế rồi hội tụ bề tôi cùng chí hướng, tôi gươm thiêng cho sắc, giấu tiếng trốn Lam Sơn, xem thế, đợi thời. Gặp việc thì lo sợ, không dám vội vàng. Giữ chỗ hiểm, đặt phục binh, thường lấy ít để địch nhiều. Tính thời cơ, nắm chắc thắng, hay lấy yếu để chống mạnh. Khí giới, lương thực phần nhiều lấy ở chỗ giặc. Hơn 10 năm, khốn lo bao nhiêu độ. Nhưng mưu đã sâu, kế lại kỹ, cho nên hễ đánh là thắng, đã phá là tan. Bọn Vương Thông, Phương Chính đã kế cùng, đành giữ thành bền lũy chờ cứu viện. Lửa không nhóm tự cháy, quả nhiên Liễu Thăng từ Bắc tiến sang giúp Hạ Kiệt làm càn. Lại thêm Mộc Thạnh từ phía Tây cũng tới. Nực cười hai đạo viện binh, dơ càng bọ ngựa chống xe, há chẳng ngu sao. Huống chi lấy chí nhân đánh bọn bất nhân, giặc tất phải khiêng thây mà chịu trói. Thú cùng trong cũi, vẫy đuôi xin tha. Thì lòng nhân đã mở tha cho 10 vạn quân hàng, được toàn mạng mà về Bắc. Bốn biển hân hoan chiêm ngưỡng, thỏa lòng đã được hồi sinh. Phương xa mến đức sợ uy, chúc cống chăm lo hết phận. Thế mới biết, họa loạn đến tột cùng thì trị bình càng vững chắc. Nhân nghĩa càng sâu thì ảnh hưởng càng xa. Trời xoay vần, thời thông suốt, nay đúng là lúc vận hội bắt đầu. Nếu nội dung hữu ích, mong bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.